Ok, và hello và chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình nha. Mình là Mr. Vịt đây bạn ơi, nhưng lại là Mr. Vịt Vlog. Ngày hôm nay thì mình có một thứ mà rất là muốn khoe các bạn. Nên là ngay sáng sớm dậy, răng còn chưa đánh các bạn, nhưng mà đã phải gọi là nhấc mông đi quay rồi. Đúng không? Cameraman của mình ngày hôm nay gọi là bị mình lôi dậy rất là sớm. Cameraman mình rất là chăm làm, ngủ đến tận gần 12 rưỡi trưa. Nhưng mà hôm nay được cái là dậy, cái là xách máy đi quay luôn, nên là có vẻ cũng gọi là một ngày làm việc hiệu quả. Thì ok, không nói nhiều nữa, ngày hôm nay thì mình có một cái mà mình rất là muốn giới thiệu cho bạn coi. Đấy chính là mình phát hiện ra là ở trong Gaming House của Hero Team thì có một thứ đang được diễn ra, và mình thực ra mình nghĩ là đến khi nào mà nó xong xuôi ấy thì mình mới giới thiệu cho bạn coi, nhưng mà mình nghĩ rằng là cần gì phải đợi đến lúc xong, đúng không? Có cái gì mình cứ quay lên cho bác coi, các bạn có cái coi là vui rồi. Cũng cùng lắm là mất của các bạn tầm khoảng 8 đến 10 phút thôi. Có những bạn nào mà đang xem vlog của mình mà đang xem mỗi ngày thì bạn nhớ comment nha. Nếu mà các bạn thích thì ngày nào mình có cái gì hay hay mình cũng đi mình quay cho bạn coi. Nó giống như kiểu là mình muốn đưa các bạn sẽ ở chung cùng với mình, đồng hành cùng với mình vậy đó, thì nó sẽ vui hơn là cái việc mà lâu lắm mình mới ra một cái vlog hay một ra một cái video, đúng không? Nên là hôm nay mình quyết định là mình sẽ cùng các bạn đi coi nó ngay cả khi mà nó chưa hoàn thiện, để cho các bạn có thể có một cái góc nhìn mà nó khách quan hơn, nó đầy đủ hơn về cái hành trình của chúng mình. Không biết là có bạn nào mà theo dõi mình đến tận khoảng 5, 6, 7 năm không ta? Nếu mà có thì chứng tỏ các bạn phải theo dõi mình từ đời đầu luôn á. Nên là nhớ để lại comment xuống dưới nha. Nếu mà có mình sẽ thả tim cho bạn nha. Còn bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan xem Gaming House của Hero Team là có gì nhá. Ở đây các bạn có thể nhìn thấy là có một số vật lạ, bạn, hiện tượng lạ này. Tự nhiên không hiểu sao ở dưới hầm này các thứ đồ đạc của tụi mình nó bắt đầu để tùm lum từ lưa. Các bạn có thể nhìn thấy đây này. Quá trời đất đồ đã được dọn đây luôn. Và các bạn biết đây là cái gì không? Đây chính là đồ đang dọn từ lầu trệt xuống dưới lầu hầm. Và tại vì sao mà chúng mình lại dọn đồ như vậy là bởi vì chúng mình đang thi công và đang đập phá, và có một số những cái thay đổi mà sắp tới ở bên công ty mình sẽ rất là lớn. Ở đây thì bạn có thể nhìn thấy là có mấy cái xe này của các cái anh đang thi công ở bên công ty mình, và đợt tới bọn mình sẽ thay đổi rất rất lớn ở chỗ này. Đó, thay đổi rất lớn luôn. Các bạn nhìn xem nó thay đổi cái gì nhá. Đi. Let's go. Enjoy. Đây là các anh thợ đang thi công mọi người ạ. Và ngày hôm nay thì chúng mình đang dọn dẹp chỗ này, và cũng dọn dẹp được khá nhiều rồi, chứ còn mấy hôm đầu về là các anh thợ làm rất là vất vả, bởi vì là cái sàn cũng phải làm lại này, rồi tường cũng phải làm lại, cái gì cũng phải làm lại hết trơn á. Và nhiều đồ mà các anh ấy phải làm trong liên tục nhiều ngày liền, và cái thời gian thi công có thể ước chừng lên khoảng đâu đấy chắc cũng phải khoảng 20 ngày đổ ra. Thì cái shop trông nó khá đơn giản thôi, nhưng mà nó sẽ hơi tốn công một xíu. Và các bạn có thể nhìn thấy ở đây nè. Đó, ở đây có rất là nhiều những cái đồ mà bọn mình đã di chuyển shop từ bên địa chỉ 385 Bình Tân. Nếu như bạn nào mà đã xem kênh mình lâu và biết là mình kinh doanh ở bên địa chỉ bên Bình Tân, và Hero Team kinh mở shop ở bên Bình Tân á, thì hiện tại cái shop bên Bình Tân đấy mình rất tiếc mình phải báo với các bạn là bọn mình đã dọn cái shop đấy rồi, bởi vì chúng mình muốn chuyển sang một cái shop bự hơn, cũng như là muốn gần gũi hơn với shop. Bởi vì ngày xưa bọn mình ở bên Bình Tân ấy, thì shop sẽ nằm ở một chỗ và công ty sẽ nằm ở một chỗ, và khiến cho bọn mình khá là vất vả trong cái quá trình là tiếp cận. Mặc dù là đi từ nhà ra shop thì nó cũng chỉ tầm khoảng đôi 800m thôi, 800m đến khoảng gần một cây thôi, nhưng mà đi bộ thì rất là cực. Thành ra là nhiều khi hàng của mới của shop về có gì bọn mình cũng không biết, cũng không quay cho bạn coi. Thì ngày hôm nay chúng mình đã quyết định là sẽ chuyển hết về đây để làm cái shop ở ngay dưới chân Gaming House của Hero Team, để cho mình ở bên trên thì mình chỉ cần bấm thang máy thôi là sẽ về được shop rồi. Ngày trước thì khi mà chúng mình mở tiệm ở bên Bình Tân ra thì chúng mình cũng có ý định là chúng mình sẽ làm để hoạt động lâu hơn, nhưng mà khi mà theo thời gian thì bọn mình có rất là nhiều thay đổi về bên phía cách hoạt động, cũng như là thậm chí bây giờ bọn mình chuyển sang tận Vạn Phúc rồi. Mà bạn nào mà đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ biết rằng là cái khoảng cách giữa Thủ Đức và Bình Tân nó giống như kiểu ở đầu sông và cuối sông vậy đó, nó rất là xa. Và chúng mình chuyển một phát cách cái địa điểm cũ tận mấy chục cây. Nên là bây giờ chúng mình cũng chuyển cái shop theo, và hy vọng là bọn mình sẽ có cơ hội để gần gũi shop hơn. Ở đây có một cái chữ Roblox có đúng không các bạn? Cái chữ Roblox này chắc là ngày xưa là kệ này là đồ Roblox, nhưng mà không biết là sang bên này thì sẽ thay đổi hàng hóa thành cái gì. Ở bên này thì vẫn là mấy cái kệ. Nếu như bạn nào mà là khách quen, khách ruột của shop ở Bình Tân sẽ nhìn thấy những cái kệ này quen lắm, đúng không? Bởi vì bây ở bên địa chỉ là 385 đường tên lửa sang đây đấy các bạn. Và quầy thu ngân hay là biển hiệu đây, biển hiệu shop Hero này, sau cái chữ nó bị tung ra luôn. Cái này thì mình sẽ nhờ các anh ấy chỉnh lại sau cho nó cân bằng nha bạn. Do trong quá trình chuyển đồ nên là nó cũng sẽ hơi sập sạch một xíu. Ở bên trên này thì bọn mình đã gắn thêm đèn. Mấy cái đèn đen đen này là những cái đèn mà chúng mình bê từ shop sang nè. Có bạn nào mà để ý, bạn nào mà là người xem theo dõi trên khán giả của mình, các bạn sẽ để ý đây là cái đèn này các bạn. Cái đèn này rất là đặc biệt. Riêng cái đèn này thì mình sẽ phải review nó biết sao. Cái đèn này là đèn của mình. Ở trong phòng cũ của mình, nếu như bạn nào mà xem vlog hoặc là xem trên kênh mình nhiều, các bạn sẽ thấy là cái đèn này ở trên trần của mình ở bên địa chỉ cũ này các bạn ơi. Nhưng qua phòng mới thì do cái phòng của mình nó quá là lớn, một cái đèn nhỏ này thì cũng không để làm gì cả. Và thực ra là bản chất là mình đã đủ ánh sáng rồi, nên là cái đèn này mình đã quyết định bảo là thôi mang xuống dưới shop treo. Và hiện tại thì nó đang nằm ở đây các bạn ạ, nó nằm ở đây. Và bên này thì là những cái dàn đèn mà mình gắn thêm để làm sao mình muốn là khi mà các bạn tham quan ra cả cái cửa hàng của chúng mình á,
thì nó sẽ phải sáng, sáng hết cỡ có thể thôi, để cho bạn có thể chụp ảnh này, check in này, hoặc là chỉ là nhìn những cái đồ trên giá kệ thì trông nó sẽ ok, nó VIP Pro Max hơn một xíu. Và thực ra bây giờ là đồ đạc nó vẫn còn ngổn ngang, các bạn nhìn thấy không? Này, hai manơ canh này, để đây các bạn. Hai con manơ canh này là bây giờ là đang nằm ở cái chỗ này. Và thực ra là hôm trước các bạn, mình đi xuống dưới này suýt tí nữa là mình gọi là đầu thai chuyển kiếp, các bạn biết sao? Tối hôm đấy là tầm khoảng đấy 1-2 giờ đêm thì đấy, và cái manơ canh nó đứng ở đây. Và khi mà mình bấm thang máy, mà mình vừa ra cửa thang máy cái mình thấy một đứa bé đứng, mình kiểu mình kiểu nhưng mà may quá đứa bé đấy nó không động đậy các bạn. Nó mà động đậy chắc giờ mình chuyển nhà tiếp. Nó mà động đậy là mình chuyển nhà tiếp rồi. Và ở chỗ bên phía bên này thì sẽ rất là nhiều những cái hàng hóa. Mình nghĩ đây trong này là hàng hóa của bên tiệm mình này. Có rất nhiều hàng các bạn. Năm vừa rồi là một năm kinh tế khó khăn, nên là mình cũng chẳng gì có gì mà mình ngại chia sẻ cả. Đấy là bọn mình bán hàng rất là khó. Vì là năm vừa rồi nếu như các bạn nào mà ở nhà mà vẫn còn đang đi học á, và có bố mẹ thì các bạn sẽ biết là bố mẹ thường hay nói là năm nay kinh tế khó. Bởi vì là cái nguồn thu nhập của mọi người, của toàn quốc mình nó đều bị giảm đi, hoặc là giá cả đắt đỏ lên và khiến cho mọi người rất là hạn chế chi tiền, nên thành ra là hàng hóa chúng mình cũng bị ảnh hưởng nhiều các bạn, bán đi rất là khó. Và bây giờ chúng mình chuyển sang bên này thì hàng hóa vẫn còn rất là nhiều, và chúng mình sẽ cố gắng để livestream này, bán hàng này, chúng mình sẽ có những phiên live giảm giá để có thể đẩy hết những cái hàng cũ này đi, để sẽ cung cấp những cái hàng mới cho các bạn, để có những đồ để các bạn sưu tập thêm nha. Rồi, nói chung là cái shop thì khuôn viên nó chỉ có nhiêu đây thôi. Ngày hôm nay tự nhiên mình cảm thấy hứng, thế là mình quyết định là xuống quay để cho các bạn xem. Ở chỗ trong này thì mình sẽ giới thiệu luôn nha, cho những bạn nào mà xem vlog của mình á thì sẽ biết luôn là nếu như bạn mà đến Shop Hero trong thời gian tới, khi mà Shop Hero khai trương cửa hàng mới mà các bạn tò mò ấy, thì hôm nay trong vlog này mình sẽ cho bạn xem luôn. Đấy là ở trong này, sau cái cánh cửa này nó là cái kho. Nếu như mà các bạn nào mà sau này mà đến đây mà các bạn tự nhiên gọi là có nhu cầu giải quyết nỗi buồn đấy bạn, thì nó sẽ là ở đằng sau cơ. Thì các bạn sẽ đi qua cánh cửa này và các bạn sẽ được nhìn thấy kho. Mình nói vậy thôi nha, chứ không phải các bạn cứ đến shop là đòi đi toilet đâu các bạn. Thì ở trong này thì mình sẽ có một cái kho để đựng hàng hóa, cũng như là bày rất là nhiều những cái hàng mà chưa được bày ra ngoài kệ ở ngoài kia. Và trong này toàn bộ là hàng mới. Nếu như các bạn có đến Shop Hero mà mua đồ thì chúng mình sẽ lấy đồ mới để đưa cho các bạn. Ui, có đồ của các bạn ơi. Đây có nên lút không? Lút mang về lắp nhé. Đây các bạn, những cái bộ mô hình này, hay thậm chí là những cái đồ chơi của chúng mình, quần áo rất là nhiều, thì chúng mình đã chuyển hết sang bên này rồi. Và đây là cái kho, toàn bộ kho, sau này đồ sẽ được xếp lên hết một cái gọn gàng hơn, và mình sẽ quay một cái vlog khi mà shop hoàn thiện để cho bạn coi sau. Ui, trong này có cả đồ Lego này. Nhìn này, bộ Lego này. Các bạn nào thích mình tặng quà không? Mình hôm nào mình xuống shop mình xin mấy cái bộ này mình tặng các bạn nha, nhiều đồ chơi lắm. Toàn đồ chơi thôi các bạn. Bên trên này cũng có này bạn ơi. Ui, quá trời quá đất luôn này. Nhìn này, đó, những bộ đồ chơi này giờ xếp hình này, robot. Ui, con robot đẹp không? Con robot đẹp vãi cả chuối, con này robot cảnh sát này. Nhìn quá đã luôn á, nó cầm khiên này, mà nó vừa có thể lắp ở dưới dạng là một chiếc xe cảnh sát, xe tăng nha. Và vừa có thể lắp ở dưới dạng là một con robot, rất là đẹp luôn. Hàng hóa các bạn thấy không? Bởi vì thực ra là tại vì sao bọn mình quyết định chuyển shop sang bên này, bởi vì mình cảm thấy là cái khoảng cách của chúng mình với cả cửa hàng nó quá lớn á. Bao nhiêu hàng hóa mới về mà chúng mình còn, nhiều khi nói thật với các bạn là mình còn không biết cửa hàng mình đang bán cái gì luôn á. Con này con bia brick. Con này thì hơi cực xíu, nhưng mà nếu mà lắp lên mà để trưng thì rất là đẹp. Hôm nào thì mình sẽ gọi là rảnh thì mình sẽ tặng các bạn một vài con ở trên livestream khi mà shop mới khai trương nha. Nhiều đồ lắm. Bên này thì cũng có cái con gì đây? Đây là con bia brick. Anh em bảo là xem có con nào đẹp không bán cho anh một con. Con này bọn em có nhá, có nhiều lắm. Ở đằng sau này thì nó có một cái lối đi, nhưng mà cái này thì chắc là mình phải đi ra ngoài, bởi vì hiện tại mình không mang khóa ở cái cửa này, nên là mình phải đi ra ngoài. Mình sẽ cho các bạn xem ở lối đằng sau này nó có cái gì nhá. Đây, mình dẫn các bạn đi ra lối đằng sau này. Lối đằng sau này thì nó sẽ là một cái lối khá là đặc biệt. Khi mà mở cửa hàng ở đây thì cái lầu trệt của chúng mình nó sẽ dùng để làm shop, nên chúng mình không thể nào mà chạy qua chạy lại nó ảnh hưởng đến khách hàng được. Nên là chúng mình sẽ quyết định là chúng mình sẽ đi di chuyển bằng cái lối cửa sau. Thì thực ra đây chính là lối cửa sau của bên Hero Team. Bọn mình sẽ hầu hết là đi cửa này đấy các bạn. Và đằng sau này thì các bạn có thể nhìn thấy là nó có một cái toilet. Đấy, review toilet cho bạn coi luôn. Từ từ, đợi cái bộ ở đâu kìa. Đằng sau này thì có một cái toilet, các bạn có thể nhìn này. Vào đây, review toilet luôn. Toilet rất là sạch nha các bạn. Đó, gương này, bồn đi vệ sinh này, bồn để giải quyết sự nặng nề trong lòng này. Đó. Và thậm chí bạn nào mà ở đây mà hơi thúi tí thì tắm luôn được. Có cả vòi hoa sen để các bạn tắm. Và toilet rất là clean luôn. Ở chỗ này thì nó sẽ có một cái cửa thông gió đấy, để bạn nào mà vô đây mà thúi quá thì mở cửa ra để thông gió. Rất là mát luôn bạn. Và thông gió ở đây rất là ok. Đó. Và riêng một cái toilet này được thiết kế ở đằng sau của Shop Hero
để cho các bạn có thể thoải mái mà đi vệ sinh, cũng như là giải quyết nhu cầu, giải quyết tâm sự của bạn sau này. Nên đừng lo nha, kể cả nếu mà cảm thấy mà đi chơi bóng đá banh về hay đi học về mà người nhiều mồ hôi quá thích vô tắm luôn được, nhưng mà nhớ mang quần áo nha. Còn nếu mà không mang quần áo thì tắm xong là phải ra shop Hero mua đó. Rồi đó, bên này thì là nguyên một cái mà chúng mình có thể sau này mình nghĩ rằng là có thể sau này chúng mình sẽ làm một số cái bộ bàn ghế ở đây, bởi vì có rất là nhiều các bậc phụ huynh, có những người mà các bạn đi đường xa nên là phải nhờ bố mẹ đèo xe máy này, đèo ô tô này đến đây, thì mình nghĩ là một sẽ là để cho ba má ngồi ở bên kia ở bên đối diện Shop Hero thì sẽ có một cái tiệm cà phê, các bạn nhìn không, một tiệm cà phê siêu bự luôn. Thì nếu mà sau này các bạn mua đồ thì ba má có thể sang bên đó. Còn nếu như mà ba má mà không có nhu cầu sang uống cà phê và chỉ muốn ngồi một chỗ yên tĩnh thôi, tức là ba má theo phong cách gọi là hướng nội đó, thì có lẽ bọn mình sẽ kê một chút những cái ô ở đây để che nắng này, xong kê mấy cái bàn cà phê, mấy cái ghế ở đây để cho ba má có thể sang bên này ngồi thoải mái luôn. Và các bạn có thể vào trong đấy mua đồ, mua mấy tiếng đồng hồ cũng được. Còn bên này thì ba má sẽ ngồi rất là tiện nghi, đúng không ạ? Quá là tuyệt vời luôn. Ngày trước ấy, khi mà mình sang bên này mình thuê á, thì mình cũng có đi khảo sát, gọi là khảo sát địa hình. Thì mình cũng khi mà mình ra đây mình nhìn á, thì mình cảm thấy rằng là cái chỗ này rất là rộng. Sơn đứng ra kia cho bạn coi này. Mình là người đầu tiên đi sang khu vực này và mình cũng là người quyết định chọn hai cái tòa nhà này để làm cái địa điểm đóng đô cho Hero Team trong vòng 5 năm tới. Thì khi mà mình sang cái khu đô thị này á, mình đã nhìn thấy cái đường này rất là rộng. Và mình biết trước là cái nhu cầu của mình là, một là mình sẽ đặt ở bên này là một cái công ty. Bên này là công ty để cho anh em trong editor và những anh em ở bên bộ phận công ty làm. Còn bên này thì chúng mình sẽ ở và chúng mình sẽ sinh hoạt ở bên này, nên là mình đã thuê hai căn này. Và đặc biệt cái mà mình thích nhất là cái đường này nó rất là rộng và nó có thể giúp cho mọi người có thể để được xe, hay là kể cả bạn nào mà nhà đi ô tô, có 10 bạn đi ô tô ở cái đường này á thì cũng để được xe hết. Tất cả xe ở đây đều rất là dễ để. Và cái điều mà mình thích nhất là đối diện ở phía cửa hàng của mình và công ty mình có một tiệm cà phê. Nếu như mà phụ huynh có muốn sang đấy ngồi thì rất là ok luôn, đỡ phải mất cái thời gian ngồi chờ các bạn, hay là phải ngồi trong shop để đi theo các bạn thì sẽ hơi cực một xíu. Bởi vì mình đã nhìn thấy cái tình trạng này, mình mở hai cửa hàng, một cửa hàng ngoài Hà Nội và một cửa hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh, thì mình nhìn thấy phụ huynh cứ phải ngồi chờ, hay thậm chí ra có nhiều bác đàn ông con trai phải ra ngoài để gọi là ngồi trên xe để đợi con và mua đồ ngoài nắng ấy. Nhìn rất là cực, nên là mình cũng muốn là mở một cái tiệm ra, nó không chỉ đơn giản là phục vụ cho các bạn mà phục vụ cho cả phụ huynh, cả bố mẹ các bạn nữa. Ở đằng bên này thì có một cái công viên, một cái vườn hoa nó rất là bự luôn. Và cái công viên ở bên này thì sẽ có nhiều khu vui chơi, nhưng mà mình nghĩ là các bạn sẽ chỉ nên đi vào buổi chiều thôi. Còn nếu mà các bạn đi vào buổi sáng ấy thì nó sẽ rất là nắng lắm luôn á. Đợt trước bọn mình có quay TikTok ở đây đó, bạn nào mà mua đồ xong thì có thể ra đây chơi này. Nói thật là nếu như ba nếu có nhu cầu hút thuốc thì ba có thể ra ngoài này hút, còn má thì nếu mà uống nhu cầu mà uống cà phê ngồi điều hòa thì sang bên này có. Thực sự là mình nghĩ đến tất cả những vấn đề đó trước khi mà mình quyết định là đặt một cái địa điểm mới, bởi vì mình muốn cái địa điểm mới nó phải khắc phục được những cái tồn tại, những cái mà nó không hay của cái địa điểm cũ, để làm sao cho nó có một cái môi trường mà bọn mình vừa kinh doanh tốt hơn, mà các bạn vừa có thể đến thăm bọn mình cũng có cái để chơi, có chỗ để xe, phụ huynh thì có chỗ để uống cà phê, ba có chỗ để hút thuốc thì nó sẽ rất là ok. Nên mình đã quyết định là mình chọn hai cái tòa nhà này, mình đặt hai cái tòa nhà này. Mặc dù giá thành nó sẽ hơi mắc một chút, nhưng mà quan trọng là mình cũng muốn mang đến một cái không gian nó ok hơn cho Shop Hero mỗi khi mà các bạn đến thăm tụi mình. Rồi ok, thì nói chung là nó chỉ có nhiêu đó thôi. Thì hôm nay mình muốn khoe với các bạn là bọn mình đang xây cửa hàng ở đây. Nếu như mà các bạn mà đang ở bên khu vực Thủ Đức này, Thành phố Hồ Chí Minh, ở bên chỗ gần khu đô thị Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, thì các bạn có thể chuẩn bị thời gian, bởi vì sắp tới bọn mình sẽ công bố địa chỉ ở đây để cho bạn có thể qua. Và đặc biệt có một cái câu hỏi mà rất nhiều bạn hỏi, đấy là các bạn không biết là sẽ gửi quà cho Hero Team bằng cách nào. Ngày trước thì các bạn có nói với mình là sẽ khi mà gửi quà qua ấy, thì sẽ bị thất lạc, rồi cũng như là sẽ bị rơi mất quà hoặc là không đến được tay Hero Team. Thành ra các bạn cũng hỏi rất là nhiều về việc là bây giờ sẽ gửi quà ở đâu. Thì đợt thời gian tới chúng mình sẽ đặt ở vị trí ngay đây một cái hòm ngay trước cửa Shop Hero luôn nha các bạn. Và cái hòm này nó sẽ có tác dụng là nhận quà của mọi người. Khi mà mọi người gửi quà đến địa chỉ mới của Hero Team á, thì sẽ có một cái hòm để được bảo quản cái quà đó, nhận bất cứ lúc nào, kể cả lúc đấy mà Hero Team đang đi vắng hay là đang nên đi quay thì bọn mình cũng có thể nhận quà được. Và bọn mình sẽ có thể làm những vlog mà bóc quà của fan nhiều hơn. Chứ ngày trước rất nhiều bạn tặng quà cho chúng mình nhưng mà chúng mình không có một cái nơi để mà nhận một cách cụ thể rõ ràng, thế là nó bị thất lạc hết à. Nó bị thất lạc rất là nhiều. Nếu bạn nào ở Hà Nội thì họ có thể gửi quà vào đây, hoặc là gửi quà qua Shop Hero đầu Hà Nội thì Shop Hero sẽ chịu trách nhiệm là mang quà đó và gửi chuyển phát nhanh vào đây cho chúng mình ở trong Thành phố Hồ Chí Minh. Còn những bạn nào mà ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh thì chỉ cần gửi về cái địa chỉ mới của chúng mình là xong. Và ok, lẽ vlog của mình đến hôm nay đến đây là như vậy thôi. Và mình giới thiệu cho bạn về cửa hàng mới bọn mình sắp khai trương. Nếu như các bạn nào mà đang ở bên Thủ Đức thì hãy nhớ có mặt và qua chơi cùng chúng mình trong ngày khai trương nhé, bởi vì chúng mình sẽ có giảm giá này, chúng mình sẽ có tặng kèm này và rất nhiều các hoạt động khác trong ngày khai trương của chúng mình. Và hy vọng sẽ được gặp các bạn trong một ngày sớm nhất nha. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại bạn trong các vlog sau nha. Bye bye.